Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Nguyễn Văn Linh đến từ phòng nội thất của công ty cổ phần thiết kế và thi công trọn gói Tân Á. Thì cứ để là lên, hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn một mẫu thiết kế nội thất hiện đại, trẻ trung, năng động cho các cặp vợ chồng trẻ. Đấy. Thì trước khi đi vào nội dung chính ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu qua kênh YouTube của chúng tôi. Đấy. Kênh YouTube của chúng tôi bao gồm các mẫu giới thiệu mẫu thiết kế mới đấy. Rất là nhiều mẫu thiết kế về nhà cấp 4, là nhà phố, đấy, biệt thự, các mẫu thiết kế nội thất và các video chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình giám sát kết cấu nhà của chúng tôi đấy. Các mẫu giới thiệu các mẫu về đấy, hoàn thiện đấy. Rất là nhiều mẫu cho các bạn lựa chọn. Đấy, hoặc các bạn có thể vào website của chúng tôi là nhà đẹp tại nhà.vn đấy, để cập nhật các mẫu giới thiệu sản phẩm thiết kế của chúng tôi. Rất là nhiều mẫu các bạn. Biệt thự cấp 4 hay là mẫu villa hay là mẫu nhà phố hay là mẫu tân cổ điển. Đấy, các bạn đừng quên là vào kênh YouTube của chúng tôi là nhà đẹp Tân Á, ấn đăng ký và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ một video nào của chúng tôi nha các bạn. Thế, trước khi đi vào nội dung chính ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu về thiết kế 3D của ngôi nhà. Đây là thiết kế 3D của ngôi nhà của anh Hoa Chí Trung Kỳ Anh. Đây các bạn, đây đây là một thiết kế 3 tầng hiện đại, có mặt tiền là có chiều rộng mặt tiền là 6 mét. Ừ. Nhìn rất là cân đối và bắt mắt. Còn đây là ảnh thực tế khi chủ nhà thi công qua lại gửi cho chúng tôi. Nhìn rất là đẹp phải không các bạn? Đây. Đây anh nhìn cận cảnh của ngôi nhà. Đấy. Thì tôi xin giới thiệu về mặt bằng công năng của nhà đây. Mặt bằng công năng của nhà anh Hòa đây. Còn chiều rộng của ngôi nhà là 6 mét, chiều dài của ngôi nhà là 21,5 mét. Đây ở tầng 1 thì bố trí phòng khách. Đây, phòng ăn, bếp, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thì theo yêu cầu của nhà chị Dung của anh Hòa chị Dung thì là ở một chúng tôi thiết kế cái phòng tầng 1 là phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và phòng thờ. Thì chúng tôi đã thiết kế lên phương án 3D cho anh Hoa Chí Dung. Đây tôi xin giới thiệu về thiết kế nội thất của nhà anh Hoa Chí Dung. Trước tiên là tôi đi vào giới thiệu phòng khách. Đấy, phòng khách của nhà anh Hoa Chí Dung đây. Chúng tôi sử dụng chất liệu là của công nghiệp. Các bạn ở đây là vách để tivi kết hợp với đường giá sách và một số đồ trang trí. Và chúng tôi chia tỷ lệ cân xứng. Ở sau tivi là chúng tôi bố trí một tấm đá. Thiết kế đây là một tấm đá tự nhiên có màu trắng vân đen. Đấy, hai bên đối xứng nhau là các hệ lam ô hộp, các hộp để sử dụng trang trí. Tông màu gỗ gỗ đỏ trầm kết hợp với màu trắng tạo sự thanh thoát cho ngôi nhà và sự trẻ trung. Đây đây là các vách bên sau bộ ghế sofa. Đây bộ ghế sofa này thì chúng tôi là thiết kế là bằng gỗ sôi, gỗ thịt sôi. Đây đây là vách ngăn cầu thang và phòng khách. Đây là bộ cửa chính, bộ cửa chính bên trong chúng tôi cũng là thiết kế bộ phao chỉ, vì là bộ cửa chính là bộ mặt của ngôi nhà nên chúng tôi đặc biệt chú ý đến bộ cửa chính này, nhìn rất là sáng trọng. Ở phần
sau cái sofa đây chúng tôi thiết kế đây là các đây, đây là các tấm, đây là các tấm bằng gỗ công nghiệp này, xen kẽ đó là các tấm gương này. Tôi đang cận cảnh các bạn thấy nhìn màu sắc phối hợp rất là đồng đều. Ở bên đây là tôi sử dụng đây là tấm nhựa giả đà đấy, tạo cảm giác nó không bị đông màu quá nhiều của các màu gỗ. Đây đây là cái vách cầu thang như lúc nãy tôi đã nói với các bạn. Vách cầu thang thì chúng tôi bố trí các vách thẳng đứng kết hợp với các ô hộp màu trắng, tăng thêm vẻ mềm mại cho ngôi nhà. Ở đây chúng tôi bố trí các hộc để sách hoặc có thể là để đồ vật dụng đăng ký của chủ nhà. Đây đây là một góc nhìn thẳng vào khu ban ăn của ngôi nhà. Ở đây chúng tôi thiết kế một bộ cửa để làm chiếu sáng giống như làm cái thông thoáng cho khu vực bếp. Đây, bộ ban ăn chúng tôi thiết kế đây là đây. Các bạn có thể là cái bàn bằng gỗ nhưng mà đây kết hợp với cái ghế là bằng kim loại nhìn nó thanh thoát. Thì bên tôi xin giới thiệu là phòng bếp. Đây, đây phải là nội thất phòng bếp của nhà anh Hoa chị Dung. Các bạn có thể thấy là đây bếp chúng tôi phối tông màu vẫn là tông màu như thế là tông màu gỗ. Đấy, gần bếp. Tông màu gỗ, tông màu nâu kết hợp với là màu trắng. Trên đồ bếp lên màu trắng còn dưới là màu gỗ đây, như là gỗ công nghiệp giả gỗ. Đây là chậu rửa, đây là bếp ga. Ở đoạn này thì là chúng tôi thiết kế đây là bếp từ hoặc có thể là bếp ma, đây là quạt hút mùi, đây là giá để bát đĩa. Ở đây giá để bát đĩa này thì chúng tôi thiết kế đây là thiết kế có tay nâng cao cấp đấy, các bạn thấy nâng hạ cao cấp. Đây lò vi sóng, chúng tôi không quên bố trí một cái cửa ở đây để thông thoáng cho khu vực bếp. Đây, ở đây là chúng tôi thiết kế một cái con bá quay bá đây. Đây là một góc nhìn cả của không gian bếp. À, nhìn rất là hài hòa. Đây là một góc nhìn thẳng từ khu bếp ra của gian khách. Đây quầy bar đây đây. Đây thì tôi xin giới thiệu qua về ý tưởng thiết kế trần thạch cao. Và ý tưởng thiết kế của chúng tôi đây là trần thạch cao pha, đây là các pha PU đấy, bằng nhựa giả vân gỗ đây các bạn. Thế với thiết kế này thì nó sẽ tạo cho cảm giác nó đông màu với phân gỗ của chúng tôi thiết kế đây, tạo thành những mảng miếng làm tăng khả năng hiện đại của ngôi nhà. Còn đây gạch, đây gạch chúng tôi thiết kế đây gạch là gạch trắng với các vân đá màu vàng. Đấy, ở các viên chân thì chúng tôi thiết kế đây các viên gạch giả gỗ đây như rất là điều. Và khi thực tế là các ngôi nhà có thiết kế thì chúng tôi sẽ lên phương án tổng thể để phối màu của đồ nội thất trong nhà cũng như là
phao chỉ thạch cao, các rem, đây các rem đây, đây là chúng tôi sẽ thiết kế đồng bộ một lúc để tránh trường hợp là cái này làm trước cái này làm sau và không có thiết kế thì nó sẽ không đồng bộ lên thì các phương án nó sẽ không hài hòa với nhau. Đây, tôi xin giới thiệu tiếp đó là phòng ngủ. Đây phòng ngủ chúng tôi thiết kế đây vẫn là điểm nhấn đầu giường. Điều đặc biệt ở đây là chúng tôi sử dụng gỗ nhưng mà chất liệu là vỏ bên ngoài là nỉ hay bọc nỉ ở bên ngoài. Đây, vách đầu giường vẫn là tông màu gỗ kết hợp với màu trắng. Đây là sẽ là ba trang điểm. Bên là táp đầu giường có thể là để được một số vật dụng ở đây. Đấy, nhìn rất là sang trọng. Đây các tủ chúng tôi phối hợp đây là cánh tủ màu trắng tạo cho cảm giác nhìn nó thanh thoát hơn, không bị nặng nề về màu. Này tivi ở sau tivi chúng tôi cũng thể thiết kế một tấm phải bọc qua là dàn nỉ. Nhìn không gian tổng quát nó rất là sáng trọng và hiện đại, rất phù hợp với cặp vợ chồng mới cưới có tới đây từ 25 đến 30 tuổi, nhìn rất là đẹp. Cái thạch cao chúng tôi cũng thiết kế tạo cảm giác nó đồng bộ. Rồi tôi xin giới thiệu qua đây là phòng thờ. Đây phần thiết kế phòng thờ là nơi thiết kế tạo sự trang nghiêm và tông màu chủ yếu của phòng thờ sẽ là màu đỏ trầm thì tạo sự trang nghiêm cho khu vực thờ. Cái khu vực thờ thì chúng tôi thiết kế đấy là các cái vách này. Vách đằng sau khu vực thờ tạo cảm giác trang nghiêm cho khu thờ. Ở đây bàn thờ chúng tôi thiết kế bàn thờ hai cấp và một cấp rơi ở trên cùng đây. Em một góc nhìn nữa đây, ở hai bên thì chúng tôi bố trí các tranh phù điêu này bằng gỗ tăng cái cảm giác trang trọng đó phong thơ. Đây là ô cửa sổ chúng tôi bố trí các rèm. Ở đây các rèm khi thiết kế thì chúng tôi không quên là các rèm này sẽ là nằm ấm trên thạch cao để tạo cảm giác nó nhìn nó hiện đại và cao nhà thêm. Đây là cầm một cái tủ để một số đồ dùng cho bàn thờ. Video của tôi xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các